Không, đêm mấy bữa hôm nay đêm không ngủ được ạ. Răng lại không ngủ được. Thì cứ Mừng quá. mà cứ trong người mừng thế, đêm nằm không ngủ được mà mình làm nó lo thế. Lo chi, lo chi? Bây giờ lo Dạ. chi? Tiền thì có rồi, tiền mạnh thường quân giúp đỡ rồi thì không lo chi nữa. Thì làm chứ mình nó biết làm thì nằm đếm ngủ ngày thứ tám thôi cứ nắm ngủ được. Không biết là sẽ không biết là chỗ anh Khánh với Dũng có đưa tiền đến cho để mà xây nhà hay không á, lo như thế phải không? Hay là lo chuyện khác? Ôi rồi, chào cả nhà. Chào cả nhà. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì ngày âm lịch là vào ngày 20 tháng 2 và dương lịch là ngày 13 tháng 3 đấy. Thì em Khánh và em Dũng đang lên với xã Hương Vĩnh và quay trở lại với gia đình của em Trúc. Trong thời gian vừa qua thì được rất là nhiều mạnh thường quân yêu thương đến với em Trúc và đã có những cái tấm lòng chia sẻ về mặt tài chính để giúp cho em Trúc có được một cái... Trời ơi, thôi rồi. Không phải corona đâu quý vị nhá. Đấy, để có được một cái ngôi nhà. Vâng, để có được một ngôi nhà. Và hôm nay là một cái ngày rất là đẹp so theo quan niệm của người dân địa phương ở đây, đó là em Trúc đã đi coi ngày rất đẹp rồi. Và hôm nay là cái ngày đồng thổ thì Khánh cùng với em Dũng lên đây. Và bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi một vài cái hoạt động của việc là đồng thổ để khởi công để xây nhà cho em Trúc, cũng như là cái việc là chúng ta sẽ Khánh cùng với em Dũng sẽ thay mặt cho các mạnh thường quân sẽ đặt cọc tiền để xây nhà cho em Trúc, đồng thời thì có mang cái bản vẽ đây rồi để cho giao bàn giao cho chủ thầu để tiến hành thi công theo cái mô hình này, theo cái thiết kế này. Mời mọi người nhé. Chào bà. Nên ngày nên ngày. Hôm nay là thế là chỉ có chú anh với là bác Quý đã. Mai thừa mày đông. Mai thừa đông à? Lấy ngay rồi ơi. Hả? Đi thừa làm lấy ngay rồi. Mai hôm nay là lấy ngày rồi hả? Mai về cũng lực lượng mày làm. Rồi ôi trời ơi, xôi gà đấy, làm con gà. Nhìn trông hơi gầy. Gà hơi gầy. Toạc hết. Gà toạc hết rồi hả? Quê vậy đó, gà mình đấy. Gà đây là gà quê để ăn hơi bị ngon đấy. Nhỏ nhỏ nhưng mà lại ngon. Đấy, nhỏ nhỏ nhưng ngon. Đấy, hôm nay thì chúc thắp hương để cúng thổ công thần đất, thổ thần bản địa. Cầu mong cho việc là xây nhà là được gặp nhiều thuận lợi, mưa thuận gió hòa. Đấy, xong có được nhà là mẹ con là mạnh khỏe, làm ăn là may mắn, gặp nhiều thuận lợi. Em Hà? Dạ. Cái này là cái quà của một mạnh thường quân này, chút nữa là anh trao, gác lên đó, theo theo đó, đâu đó cho anh chút. Nhá. Hôm nay là chỉ có lấy ngày thôi à anh? Mấy thờ là mình đập tang. Hả? Đập tang. Không hết. Mấy anh làm hôi này phải về đi đưa tang. Làm hôi này về đi đưa tang. Thế là hôm nay là em đây, úi giời ơi, đào lấu cũng ra tay cũng cuốc ngoài giá. Ngày hôm nay
phỏng vấn bà một chút này. Dạ. Kính thưa quý vị, ở đây Dũng ơi, xem quay có camera nó có bị quỳ đâu. Kính thưa quý vị, đây chính là mẹ đẻ của em Trúc. Và vâng. Thế thì con xin phỏng vấn bà một chút là ngày hôm nay thì được các mạnh thường quân yêu thương và giúp cho em Trúc có được một cái ngôi nhà đấy, thì bà có mừng không? Bà mừng ạ. Bà nhìn vào ống kính ấy, nhìn bên này. Bà mừng lắm. Bà mừng lắm ạ. Giúp cho con gái bà mừng lắm vì bà khổ lắm. Dạ. Vâng. Bà nuôi con mình khổ lắm, nay dư sinh em bành. Dạ. Bành thần kinh ấy dư hân rục cho. Bà nói to lên. Dạ. Bành dư hân rục cho bà ngay hân khều ở đây này. Dạ. Bà vất vả lắm. Dạ. Vâng. Thôi thì cuộc sống là người Việt Nam ta có câu là đời là bệ khổ mà bà. Cho nên là cuộc sống cái sự vất vả, sự cơ cực thì nó là bình thường. Nó là ai cũng phải trải qua những cái giai đoạn như thế cả. Cho nên là mình thì bây giờ nhờ các chủ giúp cho gỗ con bà được cái ngôi nhà đi, bà mừng lắm đó. Dạ. Vì bà khổ đấy. Vâng. Dạ dạ. Rồi thế cố gắng lạc quan lên bà nhá, chuẩn bị có nhà mới rồi. Chuẩn bị có nhà mới rồi. Cảm ơn các chú nha. Dạ, em Trúc ha. Em hôm nay cũng ra tay ha. Dạ. Rồi. Thế thì hôm nay thì được các mạnh thường quân hỗ trợ để giúp đỡ cho em có được ngôi nhà như thế, thì cảm xúc của em bây giờ như thế nào? Em cũng nghe mừng ạ. Nghe mừng hả? Dạ. Mừng lắm không? Hay là mừng vừa vừa thôi? Dạ cũng mừng ạ. Hả? Dạ. Cũng mừng hả? Dạ. Cũng mừng khác là rất mừng nhá. Dạ. Thế thì mấy bữa nay thì có ngủ được không? Không ạ, đêm mấy bữa hôm nay đêm không ngủ được ạ. Răng lại không ngủ được. Thì cứ mừng quá. Mà cứ rồi người mừng thế đêm nằm không ngủ được mà mình làm nó lo đấy. Lo chi, lo chi? Bây giờ lo chi? Tiền thì có rồi, tiền mạnh thường quân giúp đỡ rồi thì không lo chi nữa. Thì làm chứ mình nói biết làm thì nằm đếm ngủ ngày thứ tám thôi, cái nắm ngủ được. Dạ. Không biết là sẽ không biết là chỗ anh Khánh với anh Dũng có đưa tiền đến cho để mà xây nhà hay không á. Lo như thế phải không? Không hay là lo chuyện khác. Trời khó ngủ á, tưởng là mừng quá hả? Em lại đứng phía đằng này. Rồi. Trước ông bí của quý vị đây chính là một cái mâm cỗ rất là cũng rất là gọi là chu đáo của em Trúc. Dạ, đã ngày hôm nay thì cái ngày đồng thổ, cho nên là theo cái phong tục của địa phương ở đây đấy, cũng như rất là nhiều nơi khác thì khi mà đồng thổ thì cũng làm cái đĩa xôi con gà để cúng thổ công thần đất, thổ thần bản địa để cầu mong cho tất cả mọi việc nó được thuận lợi. Dạ. Thế thì ngày hôm nay thì em Trúc ạ, trong suốt thời gian vừa qua thì được gia đình em đấy được khá nhiều mạnh thường quân giúp đỡ. Cho đến tổng thời gian cho đến bây giờ đấy thì tổng tiền đấy các mạnh thường quân gửi về để giúp đỡ cho em đấy thông qua anh đấy cũng được là hơn 100 triệu rồi để xây nhà nhá. Thì trong đó thì cái bản vẽ này và cũng như là hôm trước là anh làm việc với nhà thầu đấy thì tổng chi phí tất cả nhà đấy là 90 triệu nhá. Thế thì cái phần thừa còn lại thì bây giờ em có lấy không? Hay là cho anh Khánh và anh Dũng hỏi thân. Đấy thì hôm trước là nguyện vọng ấy, ước nói chung là cái mong muốn là chỉ có là được khoảng tầm 80 90 triệu để có nhà là tốt rồi. Thế bây giờ cái tiền mà các mạnh thường quân giúp đỡ cho em là nhiều hơn cái số đó thì cái phần còn lại thì bây giờ thế nào? Gửi cho anh Khánh và anh Dũng uống nước phải không anh Quý? Đó. Em mua con bò. Hả? Em muốn mua con bò. Sao hôm trước nói xây nhà sao bây giờ lại bò nữa rồi? Hả? Thì nếu xây nhà thì nâng còn tiền thì em muốn mua con bò. Để nuôi cho con ăn học. Rồi ok em. Có thể bò hay có thể gà hay là gì đó thì rồi tới đây sẽ em sẽ triển khai đúng không? Bên cạnh đó thì anh cũng có quen nhiều anh chị, nhiều cô chú làm bên chăn nuôi đấy. Có những chuyên gia làm bên lĩnh vực là chăn nuôi, họ làm những cái trang trại chăn nuôi gà vịt đấy rất lớn và nó tạo ra lợi nhuận cũng rất là cao đấy. Cho nên là tới đây thì có thể là anh sẽ kết nối để giúp cho em được người ta định hướng và tư vấn cho em nhé. Rồi thế thì hôm nay bác Hành là trưởng thôn không có mặt ở đây à? Dạ ông vào được, ông bị đau trục cuối. Thế thì bây giờ này song song với cái việc làm nhà đấy. Dạ. Thì hôm trước thì anh nghe là bác Hành ấy, dạ. Bác Hành ấy, dạ.
Thì cũng nói là sẽ là thôn xóm ở đây rồi sẽ hỗ trợ với là ngày công đúng không? Dạ. Thì em bây giờ là em lên cái kế hoạch là làm cái chuồng luôn. Làm cái chuồng có thể là nuôi bò và nuôi gà trong đó được. Dạ. Nhá, dạ. Làm cái chuồng luôn. Bây giờ thì em muốn nuôi bò thì phải có chuồng bò chứ đúng không? Bây giờ cái việc làm chuồng bò đấy là gia đình em tự làm. Dạ. Em hiểu không? Dạ. Cái tiền Mạnh Thường Quân ngày hôm nay đấy chỉ giúp cho em xây nhà đấy thôi. Dạ. Nhá. Và anh sẽ làm việc cùng với anh Quý là sẽ thanh toán như hôm trước là anh em làm việc với nhau rồi. Yeah. Còn cái việc mà em muốn được Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho em ấy, cái phần tiền còn lại để nuôi bò ấy. Yeah. Thì em phải làm chuồng bò. Yeah. Phải làm chuồng trước nhá. Yeah. Và bò các Mạnh Thường Quân cũng yêu cầu, cũng chia sẻ với anh ở đây rồi là sẽ không có, sẽ khi mà em có những kế hoạch thì lúc đó bắt đầu mới sẽ hỗ trợ cái tiền đó. Yeah. Nhá. Còn nếu mà em không có chuồng bò, không có, chưa làm rặt, chưa làm tất cả mọi thứ thì sẽ chưa giao cái khoản tiền đó. Nhá. Yeah. 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 Đó. Thì cho nên là mình phải làm cái chuồng bò. Thì hôm trước là bác Hành cũng nói rồi đấy. Yeah. Bác Hành nói là sẽ anh em hàng xóm ở đây cũng sẽ giúp đỡ. Thì cố gắng là bây giờ đây này, rừng ở đây nhiều cây cối nên lên chặt về, phá rừng đi. Ở đấy. Rồi. Thế hôm nay đồng thổ chắc chủ thầu rồi ạ. Hả? À, có anh em cùng làm nó nữa. Dạ. Thế thì Dũng ơi lại đây quay giao lưu với anh Quý chủ thầu tí hả? Dạ, kính thưa quý vị, đây là anh Quý là chủ thầu sẽ nhận cái công trình để xây nhà cho em Trúc. Như lần trước chúng ta đã gặp rồi đấy. Thế thì hôm nay thì anh Quý cũng đã đến đây để ấy thôi hả? Để rác móng hả? Rác móng đồng thổ. Dạ. Thì như lần trước chúng ta đã làm việc cùng với anh Quý rồi, thì tiến độ thi công sẽ trong vòng 1 tháng và bắt đầu từ ngày hôm nay là lấy ngày để xây dựng và bắt đầu ngày mai là sẽ tiến hành thi công đúng không anh? Dạ. Thì hôm qua là đổ một ít đá đó rồi hả? Hôm qua là đổ một ít đá để về rác móng đó rồi đúng không? Chiều chở xí cát đến là mai bắt đầu đưa máy móc đến là làm. Mai là đưa máy móc đến để làm rồi đúng không? Dạ. Yeah. Thế thì tiến độ thi công thì như hôm trước là anh em mình là cũng làm việc với nhau rồi là tối đa là 1 tháng. Dạ. Yeah. Nhưng mà có thể xong sớm hơn đúng không? Đó, vẫn mong thời tiết nếu thuận thì xong sớm hơn. Dạ dạ. Vì tùy theo thời tiết nếu mà mới gió thì mình không làm được. Dạ dạ. Dạ dạ. Vâng. Thế thì ta triển khai thôi anh à. Dạ dạ. Thì anh rác móng đi một chút nữa, xong đó thì anh em mình sẽ làm việc với nhau trên chỗ kia chị. Rồi. Ta em sẽ gửi tiền trước giống như hôm trước anh đề nghị đấy nhá. Rồi. Ok anh. Dạ dạ dạ. Đang đưa cái mô hình ấy, đưa cái mô hình chăn nuôi về với những hộ gia đình mà đặc biệt khó khăn mà bọn em đến đấy, để giúp cho họ có thể phát triển được kinh tế anh ạ. Thì em thấy là cái vấn đề là hiện nay là nuôi bò đấy, nuôi bò thì cũng rất là dễ để nuôi, nhưng mà mức độ lợi nhuận thì nó không cao bằng so với mình nuôi gà cùng số vốn nó bỏ ra. Ví dụ như bây giờ đấy, ví dụ em Trúc Hình Dung này, anh Quý ở nhà anh có chăn nuôi không ạ? Anh có chăn nuôi không? Thì anh hình dung là ví dụ như nếu mà bây giờ mình mua một con bò đúng không? Một con bò mà 1 năm đấy. Ngày hôm nay mình mua một con me, sau mình nuôi trong vòng 12 tháng lợi nhuận nó khoảng tầm được bao nhiêu tiền? Thì con me thì khoảng 1 triệu, tháng là 1 triệu đúng không?
Thế thì 12 tháng là 12 triệu, đúng không? Nhưng bây giờ mua một con me là bao nhiêu tiền? Tầm 15 đến 17 triệu. 15 đến 17 triệu đúng không? Vậy thì quý vị ạ, ngày hôm nay để nuôi một con me, me có nghĩa là bê đấy, ở Hà Tĩnh người ta gọi là me đấy. Thì là một con bê thì bây giờ mức vốn bỏ ra nó rơi vào khoảng tầm 15 đến 20 triệu để có được một con bê để nuôi. Và lợi nhuận đấy, nếu chúng ta chăm sóc tốt thì lợi nhuận mỗi một tháng khoảng tầm 1 triệu đồng nhỉ. Thế thì ngày hôm qua, cái đêm mấy hôm ấy, hôm qua và hôm trước nữa thì Khánh cũng có làm việc với em ấy, có làm việc với những người mà người ta mở trang trại để chăn nuôi gà đấy, chăn nuôi gà và bồ câu ấy. Thì họ chia sẻ với em rằng là nếu giả sử ngày hôm nay cùng số vốn đó mà chúng ta nuôi gà đấy thì mức lợi nhuận nó sẽ cao hơn nhiều. Đúng rồi. Cao hơn anh ạ. Ví dụ như bây giờ nếu chúng ta bỏ ra khoảng tầm 20 triệu tiền vốn để chúng ta nuôi gà, trong đó bao gồm thức ăn và các cái loại thuốc kháng sinh để phòng dịch bệnh cho bò, cho gà rồi đấy, thì mỗi một tháng chúng ta có thể là có được tiền lời là khoảng tầm 2 đến 3 triệu đồng. 2 đến 3 triệu đúng không ạ? Hôm qua nó là 3 triệu đúng không? Gà thì nó lợi nhuận cao hơn nhưng rủi ro nó cũng cao. Thế thì cái rủi ro ở đây đấy, rủi ro ở đây thì khống chế được. Gà rủi ro ở đây là do dịch, mà dịch ở đây thì mình hoàn toàn có thể khống chế được. Khống chế được bằng thuốc men và bằng cái sự chăm sóc rất là cẩn thận của mình. Nói chung là tất cả mọi thứ thì nó đều có cái giá của nó cả anh ạ. Cái nào mình mà tâm huyết, mình bỏ công sức nhiều thì lợi nhuận nó sẽ cao hơn. Và cái vấn đề ngày hôm nay đó, tại sao em lại muốn là định hướng cho Trúc đó là nuôi gà? Bởi vì ấy, mình đang rất là cần tiền, đúng anh? Đúng rồi. Mình có thời gian đây, nuôi gà cũng có thời gian đây, mình có thể tranh thủ được. Đúng rồi. Mà nó có thể tạo ra được lợi nhuận nó cao hơn đấy so với nuôi bò đó. Thế thì ngoài việc nuôi gà rồi ấy, thì em có thể là có tiền thì em có thể mua thêm bò em nuôi nữa cũng được, bởi vì cả gà cả bò nuôi chung một chuồng được mà. Đúng rồi. Đúng anh? Đúng rồi. Yeah. Gà thì nó lợi nhuận hơn. Lợi nhuận hơn mà. Dạ. Thì tới đây thì bọn em sẽ cũng làm một cái mô hình về chăn nuôi gà cho một cái hộ gia đình ở dưới Cẩm Xuyên và một người nữa bên ngoài Nghệ An ấy, cũng là được các mạnh thường quân giúp đỡ đấy. Nói chung là nuôi gà hay nuôi bò thì tất cả nó đều phải có sự chịu khó em ạ. Phải chăm. Mai mới đưa máy móc vào anh. Mai mới đưa máy móc vào. Chiều nay thì mình chi? Chiều nay bên làng hồ nó có đâm bật tán à. Anh em đi đưa đảm ra đây mai còn phải tập trung đó. Dạ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì Khánh cùng với em Dũng đang quay trở lại với gia đình của em Trúc. Và hôm nay chính là cái ngày đồng thổ để xây dựng cái căn nhà tình thương mà trong suốt thời gian vừa qua thì các anh chị, các mạnh thường quân chúng ta đã có những cái tình cảm dành cho nhà em Trúc và đã có gửi tiền về thông qua Khánh để chúng ta cùng hỗ trợ để giúp cho em Trúc có một căn nhà. Thì hôm nay lên đây thì như lần trước Khánh cũng đã trao đổi với toàn thể quý vị rồi. Hôm nay lên đây thì thứ nhất là làm dự cái lễ đồng thổ nhà của em Trúc. Thứ hai nữa là cũng làm việc với anh Quý nha. Làm việc với anh Quý một chút. Thế thì trên tay của em đây anh Quý này, trên tay đây là chính là cái bản thiết kế nhà của em Trúc. Thì kính thưa quý vị, như lần trước thì chúng ta cũng mới chỉ phát họa qua thôi, chưa có bản thiết kế. Nhưng ngày hôm nay thì chính thức là đã có bản thiết kế nhà cho em Trúc một cách nó đầy khoa học rồi. Và cái bản thiết kế này thì Khánh cũng xin được thay mặt cho các mạnh thường quân, thay mặt cho gia đình em Trúc xin cảm ơn cái sự đóng góp về mặt kỹ thuật, đó là của một người bạn của Khánh, chính là bạn Nguyễn Bá Thược ở ngoài Nghệ An đấy. Bạn Nguyễn Bá Thược chính là cái người mà kiến trúc sư thiết kế cái ngôi nhà này. Đấy thì cảm ơn bạn rất là nhiều. Và đây là cái bản thiết kế anh Quý nhá. Cái bản thiết kế thì anh sẽ cùng với đội ngũ thợ của mình sẽ làm theo như thế này. Thì gồm có hai phòng ngủ anh nhá. Hai phòng ngủ. Đấy, phòng khách. Đấy, phòng khách thì ở đây. Đó, thế thì đằng sau này là cái nhà vệ sinh. Cái nhà vệ sinh thì như hôm trước là mình nói là để liền, nhưng mà thôi thì bây giờ mình ngăn ra đi cho nó, sau này mẹ con lớn lên rồi. Đôi lúc là mới ngủ dày là 3-4 người là cùng lao vào nhà vệ sinh một lúc, người thì đi đánh răng, người thì đi vệ sinh thì nó bất tiện anh ạ. Thì thêm hàng gạch ở giữa nữa để anh xây cái giữa này cho em nó, cho nó thuận tiện ha. Thì đây là cái bản thiết kế anh nhá. Thì em gửi anh để anh làm cùng với các đội ngũ thờ cho nó phù hợp anh ha. Rồi ok. Với thứ hai nữa thì hôm trước thì anh cũng có nói là khi mà bắt đầu khởi công thì anh Quý sẽ xin ứng trước là 30 triệu hả? Đúng anh? Thì hôm nay thì em cũng thay mặt cho các mạnh thường quân
gửi trước cho anh là 30 triệu. Dạ, thì anh đếm giúp em ấy. Anh đếm giúp em. Anh đếm trên cao, cho mọi người. 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 đúng không? 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 rồi hả? Đây đúng 21 chưa? Đếm 22 với nhé. Đây em đếm lại nhé. Đếm lại cho bác này. 1 này. Để em đếm lại nhé. Đây anh nhìn luôn nhé. 1 triệu này. 2 này. 3 này. 4 này. 5 này. 6 này. 7 này. 8 này. 9 này. 10 này. 11 này. 12 này. 13 này. 14 này. 15 này. 16 này. 17 này. 18 này. 19 này. 20. 21 triệu 500. Vậy thừa 500 để tiếp ha. Rồi. 2 4 6 2 4 6 8 10 22 triệu này. 2 4 6 8 10 23 này ha. 2 23 23 chứ. Cái này 22 nhé. 23 đi. 23 rồi đúng không? 2 4 6 8 10 24 này. 2 4 6 8 10 25 này. 2 4 6 8 10 26 này. 2 4 6 8 10 27 này. 2 4 6 8 9 10 28 này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 29 29 này. 1 2 3 4 5 và 30. Đúng không? Đấy, 30 triệu tròn đúng không? Đấy thì anh có cần đếm lại anh đếm lại cho hả? Ok đúng không? Thế thì vào đi vào lại nhiều. Đếm đi đếm lại nhiều ấy đúng không? Thế thì hôm nay thì em có thay mặt cho các mạnh thường quân. Dạ, đặt cọc trước cho anh là cái số tiền là 30 triệu đồng ha. Thì đây là cái hợp đồng đặt cọc để thuê xây nhà. Thì em xin cái thông tin của anh cụ thể để em điền vào đây ha. Bên nhận đặt cọc sau là bên B gọi là bên chủ thầu đấy đúng không? Bên chủ thầu đấy. Em chỉ biết là em đưa cho anh nhá, còn anh đưa cho ai đó là việc của anh nhá. Anh hiểu không? Anh đưa cho ai đó là việc của anh, chị em chỉ là đến khi là số tiền anh em đưa cho anh rồi ấy là nhận nhà, là phải bàn giao nhà. Còn việc anh đưa cho ai đó sau đó mà xảy ra vấn đề gì là anh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Đúng không? Đấy. Tổng thể ngôi nhà là 90 triệu giống như hôm trước anh nói rồi đấy nhá. Anh ký nhận đấy cho em thì anh ký. Anh ký nhận đấy. Xe đang chở vật liệu đến rồi hả? Anh ơi, anh lại ký người làm chứng cho em tí. Làm chứng đấy. Dạ, làm chứng rồi nhận tiền đây anh nhé. Đấy. Xe đi lại kia là lùi vô à? Trái ra được đấy. Em thì đi vô lại nữa đấy mấy chú vô được đấy. Hoặc là đi của ai đang hết thì Phạm Xuân Anh ha. Rồi, đây này. Cả như vậy thì hai anh em hai bên là chúng ta đã hiểu rõ về cái hợp đồng này rồi anh ạ. À. Cũng như là cái kế hoạch xây nhà là ở đây rồi, đúng không? Rồi. Theo cái bản thiết kế đây rồi. Thì tổng cái diện tích ngôi nhà nó là 61,6 m2.
bao gồm cả là công trình vệ sinh. Dạ, tổng số tiền là 90 triệu đồng, đúng không? À, bằng chữ là 90 triệu đồng. Rồi ok. Thế thì hôm nay thì em sẽ thay mặt cho các mạnh thường quân cũng như là chỗ gia đình em Trúc sẽ đặt cọc trước cho anh là 30 triệu anh nhá. Dạ, thế thì em gửi anh là số tiền là 30 triệu này, cộng với là cái hợp đồng đặt cọc thuê xây nhà này là gồm hai bạn, anh giữ một bạn và bên chỗ bên em giữ một bạn. Và đây là cái thiết kế anh nhá. Dạ, thì hy vọng rằng là anh em chúng ta là sẽ cùng với các mạnh thường quân giúp đỡ cho em Trúc là xây cái nhà này là được đẹp nhất có thể anh nhá. Ok. Dạ dạ, anh cố gắng giúp em Trúc nhá anh nhá. Đấy. Chụp cái ảnh Dũng ơi. Trúc ơi, em đứng em đứng cùng với anh Quý đi. Chết thật. Đây anh cầm tiền. Đấy. Hả?